Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học sang bài số 24 trong giáo trình Read and Learn Kanji tương đương với bài số 9 ở phần Kanji N2. Bài số 24 này có chủ đề là Mizu là nước, bởi vì tất cả những chữ Kanji này đều có đặc điểm chung, đúng nhỉ? Là liên quan đến nước nhá. Chúng ta sẽ quan sát các chữ từ 369 đến 384 này. 369 là chữ Loan trong từ Đài Loan. Các bạn thấy cũng có bộ thủy là 3 chấm thủy, đây là nước đúng không? 370 là chữ Trùng trong từ Trùng Dương đúng nhỉ? Ngoài khơi. 371 là chữ Giang trong từ gì nhỉ? Trường Giang, con sông ấy. 372 là chữ Tuyền là suối. 373 là chữ Banh có nghĩa là bãi biển. 374 là chữ Lang là thác nước. 375 là chữ Chiểu là đầm lầy. 376 là chữ Trạch là gì nhỉ? Cũng là sông sông suối nhỏ đúng không? 377 là chữ Lại là chỗ nước cạn này. 378 là chữ Nguyên là nguồn. 379 là chữ Trích là giọt, có nghĩa là giọt nhá. 380 là chữ Trầm trong từ trầm mình xuống sông ấy, chìm đúng nhỉ. 381 là chữ Đông trong từ gì đây nhỉ, trong từ đông lạnh. 382 là chữ Phù có nghĩa là nổi này. 383 là chữ Tịnh, chữ Tịnh có nghĩa là gì đấy, có nghĩa là thanh tịnh, làm sạch. 384 là chữ Tỉnh là cái giếng đấy. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ những cái chữ hàng trên đều có bộ thủy hết đúng không? Đây. Đây là bộ thủy. Bộ thủy là cái ba cái chấm như này nhá. Đây có này, đây có này, đây có này, đây có, đây có, đây có, đây có. Cái này nhìn vậy thôi nhưng mà thực ra là cái phần chữ dưới này là chữ thủy luôn đấy, không phải là bộ thủy đúng không? Bên này là cũng có này, đây có, đây có, đây có. Đây thì là bộ băng, không liên quan đến thủy nhưng mà cũng gần như là liên quan đến nước đúng không nhỉ? Băng từ nước mà ra mà. Đây có, đây có, đây là tỉnh là cái giếng, không có bộ thủy, không có bộ băng nhưng mà cái giếng thì cũng liên quan đến nước. Đấy, tại sao chủ đề của bài này là mi dự là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái chữ trong bài này. Chữ đầu tiên là chữ Loan. Chữ Loan đây. Chữ Loan cấu tạo bởi bộ thủy là nước. Đây là bộ diệc và dưới là bộ cung. Chữ Loan này sẽ không tạo câu chuyện nhé, bởi vì câu chuyện của nó cũng không cũng rất là khó nhớ. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn là wan, ví trong từ Tokyo wan là vịnh Tokyo. Và từ các bạn rất là hay gặp đấy là từ Taiwan đúng không nhỉ? Là chữ Đài với chữ Loan là Đài Loan. Wan nai không phải là an nai nhá. Loan nội có nghĩa là bên trong vịnh. Wangan doro là chữ Loan, chữ ngạn, chữ đạo, chữ lộ. Doro là đạo lộ, là con đường. Wan là vịnh đúng không nhỉ? Đấy, gan là ven. Dìa thì câu này có nghĩa là đường ven biển, đường ven vịnh. Kowan Toshi, Kho là chữ cảng, Wan là chữ vịnh đúng không? Toshi là đô thị. Vậy thì Kowan Toshi là thành phố cảng biển. Ví dụ như là gì đây nhỉ? Ví dụ như là thành phố Kobe chẳng hạn. Và ở phần thông tin tham khảo chúng ta có này, rất là nhiều người nhầm cái bộ này nhá, cái bộ đây này, cái phần bộ trên trên ở bên phía bên phải của cái chữ Loan là bộ xích đúng nhỉ? Các bạn vào đây là bộ xích nhưng không phải. Bộ xích nó phải có thêm một cái nét ngang này cơ. Ví dụ các bạn quan sát ở đây, đây chữ xích nó như thế này, nó phải có một cái ngang ở trên nữa thì mới là bộ xích. Akai trong từ akai, akai là đỏ. Còn cái bộ này trong những chữ như là chữ biến này hay là chữ luyến ấy thì đấy là bộ diệc đúng nhỉ? Bộ diệc chứ không phải là bộ xích, lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ trùng. Chữ trùng ghép bởi ở đây là gì nhỉ? Đây là bộ thủy là nước, đây là trung là trong. Vậy thì chúng ta có thể chế đấy là ngập ở ngập trong nước, đây là nước này, đây là trong này, ngập trong nước ở ngoài trùng dương đúng không? Âm khương của nó là oki. Có nghĩa là ngoài khơi, ví dụ oki. Okinawa ken là cái các bạn rất là quen thuộc rồi. Có nghĩa là gì nhỉ? Tỉnh Okinawa ở Nhật. Oki aigyo gyo là trùng hợp ngư nghiệp, là đánh bắt xa bờ. Âm ghép đó là chư, ví dụ trong từ chư seki là trùng tích, có nghĩa là đất bồi, đất phù sa. Thì thực ra là chúng ta hay gặp mỗi cái từ oki với lại okinawa này thôi, chứ còn mấy cái này ít dùng lắm. Là những cái từ mà nó mang tính chất tương đối là khó đúng không nhỉ? Đấy. Các chữ ở phần thông tin bổ sung nhá, thì chúng ta có các chữ mà có phần chỉ âm là chữ chung này ấy. Chữ chung này ấy, thì sẽ có âm ôn là chư. Bởi vì chữ chung này đọc là chư đúng không? Đấy, ví dụ trong từ chư xin trung tâm này, hay là gì nhỉ, hay là siêu chư tập trung.
Thì bởi vì có chữ này do vậy đọc là chư, thì những cái chữ có cái bộ này cũng đọc là như thế. Ví dụ các bạn thấy chữ trùng đọc là chư đúng chưa? Chữ trọng ghép bởi bộ nhân đứng với lại chữ trung đọc là chư. Ví dụ trong từ gì nhỉ? Phải là âm onyomi nhé, không phải là âm cơn. Chẳng hạn này, trong từ chư sai này, trọng tài đấy, đọc là chư này. Chưa? Đây là chữ trung, ghép ở trên là trung, dưới là tâm. Trung này trong là những cái từ chỉ tính cách, ví dụ trong từ trung thành. Chư xe. Đấy. Chư xe này. Hay là trung thực này. Chư jitsu. Đọc là chư. Đây là một cái đặc điểm là các bạn có thể dùng để các bạn nhớ cách đọc âm cư, âm ôn sau này nhé. Được chưa? Khi mà cùng chung phần chỉ âm ấy, thì âm ôn đọc giống nhau. Tiếp theo các bạn có chữ giang. Chữ giang ghép bởi bộ thủy là nước và bên đây là bộ công là con là công trong từ công nghiệp. Vậy chúng ta có thể nhớ đây là nước ở khu công nghiệp thì đổ ra sông Trường Giang đúng không? Nước này ở khu công nghiệp này đổ ra sông Trường Giang. Chữ này có âm cư là e, ví dụ trong từ e là sông lớn. Đấy. Nghĩa là sông lớn nhá. Hay là Edo Jidai là thời đại Edo, thời Edo đúng nhỉ? Chúng ta nghe thấy rất nhiều Edo đúng không? Âm ôn của chữ này là khô, ví trong từ chô khô là Trường Giang, nghĩa là sông Trường Giang. Khô khô chữ Giang ghép chữ hồ có nghĩa là giang hồ, nghĩa là sông hồ hoặc là cuộc sống phiêu bạt. Thì về phần tham khảo ấy thì thực tế là người ta rất ít dùng chữ Giang này trong thực tế để chỉ con sông. Đấy. Dù sông lớn hay sông nhỏ, đây mặc dù ghi là sông lớn nhưng mà thực tế là người ta rất là ít dùng cái chữ này để chỉ nhá. Chủ yếu là Trung Quốc nó dùng cái chữ Giang này nhiều để chỉ sông lớn. Còn Nhật Bản thì ít dùng. Thực tế là với sông nhỏ thì người ta thường dùng cái chữ này. Đúng nhỉ? Chữ này là chữ xuyên, đọc là Kawa. Còn khi mà muốn nhấn mạnh và là cái sông lớn hơn ấy, người ta dùng chữ Hà. Đấy, cùng đọc là Kawa, chứ người ta không dùng cái chữ chữ Giang này đâu. Còn sông ngòi nói chung thì sẽ là từ Hà và chữ xuyên ghép lại đọc là Ca Sen. Tiếp theo các bạn có chữ tuyến. Chữ tuyến ghép bởi trên là bộ bạch, đúng không? Đây. Bộ bạch đây là trắng này. Dưới đây là bộ thủy là nước. Vậy chúng ta nhớ đây là dòng nước trắng kia chính là suối, đúng nhỉ? Đây là trắng nhá. Dòng nước trắng kia chính là suối. Thì âm cơn của chữ này là Izumi. Ví dụ Izumi là suối. Cô Izumi là con suối nhỏ, cái rạch nhỏ, rạch nước nhỏ. Âm ôn đọc là sen. Ví dụ onsen là ôn tuyền là suối nước nóng. Cái từ này là từ quá quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Cô sen là chữ khoáng, chữ tuyền có nghĩa là suối nước khoáng, suối khoáng. Về kanji tương tự ấy thì chúng ta có cái chữ một số cái chữ gần giống nó, ví dụ các bạn thêm bộ mịch sợi chỉ vào đây thì được chữ tuyến. Cái chữ này các bạn rất là quen đối với từ gì nhỉ? Từ Shinkansen đúng không? Shinkansen này. Shinkansen là gì đấy? Là tàu Shinkansen hay là gì nhỉ? Hay là chữ tuyến gì đây nhỉ? Sen rộ. Đấy, chữ tuyến với chữ lộ có nghĩa là đường đường sắt. Còn chữ tuyến mà chúng ta thay cái bộ mịch bằng bộ nhục thì nó nghĩa là tuyến trong các tuyến trong cơ thể, tuyến nước bọt, đấy, tuyến tiền liệt, vân vân nhá. Thì cái từ này chúng ta sẽ học ở trên trình độ cao hơn. Tiếp theo cái chữ này có âm Hán Việt khá là buồn cười, đây là banh. Thế nhưng mà nó không mang nghĩa giống như tiếng Việt, đúng nhỉ? Cái chữ này có phần bên trái là gì nhỉ? Là bộ thủy là nước, bên phải là chữ binh trong từ binh sĩ, binh khí. Vậy chúng ta có thể chế chữ này đấy là binh sĩ để lại chai nước trên bãi biển, đúng không? Đây nhá, đây là chữ binh trong binh sĩ này. Đây là chữ thủy, đúng nhỉ? Là nước, vậy thì chế là binh sĩ để lại chai nước trên bãi biển, toàn bộ chữ này mang nghĩa là bãi biển. Chữ này có âm cơn là Hama, ví dụ trong từ Hamabe là banh biên là bãi biển này, Sunahama là bãi cát, Yokohamashi đây là gì nhỉ? Thành phố Yokohama nhá. Chữ này không có âm ôn thường dụng, chỉ có âm cơn là Hama thôi. Về phần kanji tương tự thì nó có cái chữ này giống gần giống đúng không? Đây là chữ hồng trong từ hồng thủy. Thử viết đặt cạnh nhau xem nó có giống thật không nhá. Nhìn nó cũng khá là giống đấy. Đúng không? Cho to lên chẳng hạn.
đúng nhỉ, phần dưới cũng giống nhau nhá, cũng có phần ngang nhá, cũng có phần gạch gạch này gần giống nhá, đấy khác một chút, cũng hơi giống giống đấy chứ. Thì chữ hồng này trong từ gì nhỉ, trong từ hồng thủy, hồng thủy trong từ đại hồng thủy á, ví dụ cô dươi đấy, cô dươi là hồng thủy là lụt. Tiếp theo các bạn có chữ lang, chữ lang ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước, phần bên phải là chữ long. Đây các bạn thấy là gồm lập đây này, chữ lập với lại đây là giống chữ cái phần dưới của chữ điền, chữ điện đấy đúng không, thì đây là chữ long nhá. Thì chúng ta có thể nhớ đây là con rồng đúng không nhỉ, con rồng nước bay lên thác, đây là nước, đây là rồng, con rồng nước bay lên thác. Thì chữ này có âm cương là Taki, ví dụ trong từ Taki là thác nước. Takitsubo là vùng nước sâu ở dưới chân thác nước, thì thác nước nó sẽ đổ xuống dưới một vùng đúng không nhỉ? Thì thường là vừa dưới đấy nó sẽ là một cái hồ nước, một cái hồ nước sâu, thì đấy được gọi là Takitsubo nhá. Chữ này thì không có âm cự, âm ôn thường dụng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái chữ ở bên này nhá, ở bên bên phải nhá, chữ long nhá. Phần bên phải của chữ lang ấy là chữ long. Đọc là điêu, đọc là điêu, nghĩa là con rồng ở dạng giản thể, còn dạng phồn thể đây trông hơi phức tạp đúng không nhỉ? Đã, bây giờ đa số người ta biến về cái dạng này cho đơn giản, có nghĩa là rồng. Tiếp theo các bạn có chữ chiểu, chữ chiểu này ghép bởi bộ thủy là nước và phần bên phải là bộ gì đấy, bộ khẩu đúng nhỉ, phần bên xin lỗi nước này và phần bên phải toàn bộ cái đằng trên là đao, đằng dưới là khẩu, này là bộ gì, là bộ, là chữ triệu trong từ triệu tập đúng không. Đấy thì chúng ta có thể nhớ đấy là miệng hắn này, đây miệng nhá, miệng hắn luôn nói là con dao đúng nhỉ, bị rơi xuống đầm nước, đây là nước, đây là miệng con dao, hoặc là các bạn tùy các bạn có thể dùng những cái khác cũng được. Thì chúng ta có là chữ này có âm cương là Numa, ví dụ trong từ Numa là đầm lầy, Doro Numa là bùn lầy. Chúng ta có từ Doro là nghĩa là bùn đúng không nhỉ? Thì Doro Numa là bùn lầy nhá. Doro Numa cả sự là bùn lầy hóa. Âm ghép đọc là Sho với trong từ Sho tác cự là chiều trạch là đầm lầy. Chi Sho là chi chiều là ao đầm. Thực ra là mấy cái từ vựng này này thì chỉ những cái phần in đậm là quan trọng thôi, chứ còn mấy cái từ này thì chắc là còn lâu chúng ta mới dùng đến. Thông thường là đi vào chuyên ngành thì mới dùng đến những cái từ này. Kanji tương tự của nó, đây là chữ triệu đúng không nhỉ, các bạn được biết rồi, trong từ mê gì đây nhỉ, meshi agaru là ăn này, đọc là mê trong từ meshi agaru, hay là trong từ triệu tập đúng không, shoshu. Đấy các bạn thấy chưa, shoshu đọc là triệu tập. À chúng ta thấy rằng ấy, chữ gì nhỉ, chữ triệu đó là show đúng không, do vậy là gần như những cái chữ Hán mà có cái bộ này á, chúng ta đều đọc là show hết. Ví dụ các bạn thấy chiều đọc là show này. Bây giờ đây là chữ chiêu trong từ chiêu hòa. Đúng nhỉ? Showa Jidai, thời đại chiêu hòa đấy. Cũng đọc là show đúng không các bạn? Đấy. Showa Jidai. Đây là chữ chiêu. Chữ chiêu các bạn thay bộ thủy bằng bộ thủ là cái tay. Chiêu này âm cương là mane, trong từ mane cử, Manekimas đúng không? Nghĩa là mời. Còn ghép ví dụ đọc là chiêu đãi, Shotai, Shotai cũng đọc là show, thấy chưa? Đây là cách mà chúng ta dùng để chúng ta nhớ được âm cương, à, âm ôn xin lỗi. Đây là chữ chiếu, chữ chiếu thì trên là chiêu, dưới là gì nhỉ? Dưới là bốn chấm hỏa đúng không? Chiếu này đọc là Terasu, Terasu chiếu sáng này, đấy. Hay tê rự nhá, tê rự là tự động từ, ví dụ ghép âm trong từ tham chiếu đúng nhỉ, tham khảo, đối chiếu, sancho này, hay là chiếu sáng này, shome, đấy đọc là show. Chữ cuối cùng là chữ chiếu trong từ chiếu chỉ, cái này hơi khó nhớ, mikotonori, âm cương đọc rất là dài, mikotonori nghĩa là chiếu của nhà vua ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ trạch,
chữ trạch ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ bộ thủy đúng không? Phần bên phải là giống chữ R đúng không nha? Nhưng mà thực ra đây là cái chữ xích, có nghĩa là cái thước nhá. Thì có thể nhớ đây là dùng thước R đúng nhỉ? Dùng thước đo nước ở đầm lầy. Đấy, dùng thước để đo nước ở đầm lầy. Thực ra thì chữ trạch này nghĩa một mình thì nó đầm lầy, nhưng mà khi mà nó đi vào từ thì nó lại không mang nghĩa là đầm lầy đâu, có thể là nước ở gì nhỉ, ở con sông sông nhỏ chẳng hạn. Chữ này có âm cương là sawa, với trong từ sawa là sông rất nhỏ và hẹp đấy, và nằm ở những nơi như là vùng núi vùng hiểm trở ấy, ví dụ như sông ở đồng bằng ấy đúng nhỉ, thì dùng kawa đúng không, nhưng mà sông nhỏ hẹp và chảy qua vùng núi thì người ta dùng là sawa nhé, hẻo lánh. Sawa nobori là trạch đăng, có nghĩa là leo lên núi, lên hẻm núi. Âm ôn của nó là tha cự, ví dụ trong từ jun ta cự na có nghĩa là nhuận trạch và vẻ vang, cô ta cự là quang trạch là độ bóng độ sáng, dê ta cự na là tính, là một cái tính từ đuôi na chúng ta được học ở phần gì nhỉ, ở phần từ vựng N2 đúng không, dê ta cự na se cát sự là cuộc sống xa xỉ xa hoa đấy đúng nhỉ. Và ta cư sằng này, cái chữ động từ, cái phó từ nhiều của chúng ta ấy đúng nhỉ, cũng có kanji chính là cái chữ trạch này. Có thể là gì nhỉ, có thể là ngày xưa rất là nhiều núi và đầm lầy cho nên người ta cho đấy là nhiều luôn đúng không. Về kanji tương tự các bạn có đây là chữ xích, có nghĩa là kích thước, được coi là bộ thủ nhiều hơn là chữ hán, thường dùng với dạng bộ thủ nhiều hơn là dùng với dạng chữ hán. Nếu mà ghép, nếu mà đứng một mình thì nó sẽ đọc là xe cự. Đây là chữ tận đúng nhỉ, có hai cái phẩy này với lại ở trên là bộ xích. Tận này trong từ tận lực đúng nhỉ, tận cùng, ví dụ nó đọc là chữ cư sự đấy, chữ cư sự nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là đến cùng hay là hết hết sức, hay là jin ryoku là trận tận lực nhá, đọc là jin ryoku. Đây là chữ thích ghép bởi bên tay phải là giống như là bộ gì đây nhỉ, bộ bộ mễ là gạo mà có thêm một cái phẩy thì nó thành bộ gì nhỉ, bộ bộ tự nhiên quên mất cái bộ này rồi, thôi chúng ta cứ gọi là giống như là bộ mễ với lại một cái phẩy ở trên đúng không, và cái bộ 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 xích thì được chữ thích trong từ giải thích, ví dụ trong từ kai xác cự, kai xác cự giải thích này, trong trường này nó đọc là kai xác cự nhé, các bạn thấy chưa, chữ chữ gì nhỉ, chữ này ấy, chữ chữ xích này đọc là xác cự thì chữ này cũng đọc là xác cự, thế nhưng cái chữ tận này lại không đọc là gì nhỉ, lại đọc là xác cự đâu, đọc là zin hay là chữ gì nhỉ, chú thích này đấy, chữ xác cự. Tiếp theo chúng ta có chữ lại, chữ lại ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ bộ thủy này, nước này, đây là gì đấy, đây là toàn bộ cái này là chữ lại chúng ta ỷ lại đúng không, irai hay thanomu đấy, thì chúng ta có thể nhớ là chỗ nông đấy có nước đúng nhỉ, chỗ nông đấy cũng có nước, đừng có ỷ lại, câu chuyện nghe nó hơi vớ vẩn đúng nhỉ, thôi bỏ đi nhá, chỗ nông đấy cũng có nước đừng có ỷ lại, kiểu như là tình huống là có một đứa lười biếng ấy, nó không chịu ra nó lấy nước ấy đúng nhỉ, nó kêu là thôi sâu lắm không 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 lấy đâu, thì mình bảo là à chỗ nông ở đấy cũng có nước đấy đừng có mà ỉ lại. Chữ này có âm cương là c, ví dụ trong từ c là chỗ nông chỗ cạn, asa c là chỗ nước cạn, c tô nai cờ là lại hộ nội hải, nghĩa là biển sâu trong lục địa, c tô giwa là bờ vực, có nghĩa là phá sản bờ vực, trong bờ vực phá sản hay là ranh giới, trong ranh giới sống chết. Thì ở phần thông tin bổ sung này có một số cái cách sử dụng của cái từ Setogiwa nhé. Còn bình thường thì các bạn nhớ là đọc là C hay là Asa C là hai cách dùng nhiều nhất của nó thôi. Còn chứ còn thực ra nó cũng không dùng nhiều phổ biến lắm đâu. Ví dụ, Kare wa ima ikiru ka shinu ka no Setogiwa, có nghĩa là anh ấy đang đứng ở ranh giới giữa cái gì nhỉ?
giữa sự sống và cái chết đúng không? Đấy, giữa sống hoặc là chết, hoặc là sono tori wa zetsumetsu no setogiwa made oiyararete iru, là loài chim kia ấy, đang bị dồn đến cái bờ vực của zetsumetsu, là chữ tuyệt, chữ diệt, có nghĩa là của sự tuyệt chủng đúng nhỉ, sự tuyệt diệt. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ nguyên. Chữ nguyên ghép bởi phần bên trái là gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thủy, là nước. Phần bên phải là chữ nguyên trong từ nguyên nhân đúng không? Cái chữ nguyên này đứng một mình này là nguyên nhân này. Thì chữ nguyên này có nghĩa là nguồn nhá. Âm cư là Minamoto. Minamoto. Không biết là có phải là người ta ghép ý là Mina có nghĩa là tất cả, còn Moto là cái chữ cơ, chữ bản có nghĩa là nguồn đúng không nhỉ? Nguồn của tất cả. Đấy, âm cư là Minamoto, nghĩa là nguồn. Âm ghép đó là gen, ví dụ trong từ Shigen. Shigen là tư nguyên, là tài nguyên. Dengen là điện nguyên, là nguồn điện. Kigen là khởi nguyên, là gốc rễ. Gogen là ngữ nguyên, là nguồn gốc của từ. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có một số chữ khác có cái bộ này. Ví dụ đây là chữ nguyên. Nguyên này là trong từ nguyên liệu, đúng nhỉ? Gendio. Hay là gì nhỉ? Nguyên nhân, gen in. Kogen, cao nguyên. Đây là nguyện đúng không? Nguyện này. Nguyện là nega, âm cư. Onegai shimasu đấy. Thế nhưng mà đặc biệt đấy là chữ nguyện nó không được là gen nhá. Đấy, mặc dù nghe vần vần là nguyện phải chuyển sang thành gen đúng không? Giống nguyên. Thế nguyện đọc là gan. Nguyện sẽ là gambo, là nguyện vọng. Đấy. Lưu ý để không bị sai. Gambo. Tiếp theo chúng ta có chữ trích hoặc là đích. Đây, âm bên trái là bộ thủy là nước, bên phải là nhằng. Đúng nhỉ? Bộ lập này rồi thì bộ quinh bao bọc, bộ chữ cổ đằng sau. Những cái chữ mà dài dòng như này ấy, thì chúng ta học theo kanji tương tự cho nó dễ nhớ. Âm cư là shizuku hoặc là shitata trong dạng động từ. Ví dụ shizuku là giọt, đúng nhỉ, giọt, ví dụ giọt nước hay là giọt mưa ấy nhá. Shizuku là giọt. Ví dụ như là gì nhỉ? Ame no shizuku là giọt gì đấy, giọt mưa đúng không? Mizu no shizuku là giọt nước. Động từ là shitataru. Shitataru là giọt xuống. Ví dụ như là nước nó cứ giọt tòng 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 xuống từng giọt ấy, thì dùng cái động từ này. Hito shizuku là nhất đích, là một giọt. Âm ghép đó là teki. Ví dụ suiteki là thủy đích, là giọt nước. Đấy, thay vì dùng âm cư yomi là Mizu no shizuku thì có thể dùng là suiteki là thủy đích, là giọt nước này. Tenteki là điểm đích, là sự nhỏ giọt, sự tiêm truyền. Về kanji tương tự chúng ta có những cái chữ mà có chung cái bộ bên phải, phần bên phải. Ví dụ đây là chữ trích đúng nhỉ? Chữ trích là lấy ra hoặc là chỉ trích. Ví dụ cái này khi đấy nó đọc âm cư là tsukamu. À không phải, tsukamu không phải cái này. Xin lỗi, không phải nhá. Nó sẽ đọc là gì nhỉ? Nó sẽ đọc là, không biết có âm cư nó không nhớ lắm. Nó đọc là teki trong từ shiteki. Đấy, shiteki này có nghĩa là chỉ trích. Chỉ trích. Lấy ra vậy không biết nó đọc là thô rự không nhỉ? Thử viết gõ thô rự xem có cái cách dùng đấy không? Không có. Thôi, bỏ đi. Chữ thích này là ghép bởi cái phần bên này với lại bộ gì đây nhỉ? Bộ xước con đường. Thích này trong từ thích nghi. Thích nghi này. Tekigi. Cũng đọc là teki nhá, hay là thích ứng, tekio. Tiếp theo, chúng ta có đây là chữ đích ghép bởi bộ nữ với lại cái này, thì đây là đích trong từ đích tôn. Đích tôn, chả nhớ cái chữ này đọc là gì nữa. Không biết, chắc chắn không phải đọc là teki, đọc là chép cự thì phải. Đây đúng rồi, đọc là chép cự này. Khác đi một chút nhá. Từ ghép thì nó hơi ít. Đây là chữ địch. Ghép bởi bộ đấy với lại gì nhỉ? Bộ phộc bên tay phải. Địch này trong từ quân địch. Gunteki. À không. Nó không dùng Gunteki. Ví dụ như này. Gì nhỉ? Từ ghép à, vô địch đi. Muteki này. Đấy. Muteki. Do vậy mọi người thấy chưa, những cái chữ mà nó có cùng chung cái phần này gần như đọc giống giống nhau. Trích cũng teki này, thích cũng teki, địch teki,
Chikteki. Có mỗi cái chữ đích trong dicto này đọc là cha cự thôi. Tiếp theo chúng ta có chữ đây là chữ trầm. Chữ trầm ghép bởi gì nhỉ? Chữ trầm ghép bởi bộ bộ gì? Bộ thủy là nước và đây là bộ uôn kiễng chân. Chúng ta nhớ là kiễng chân khi bị nước nhấn chìm. Chữ trầm này có âm cư là shizu trong từ shizumu là chìm, trong chìm tàu, lặng trong từ mặt trời. Thì lát phần thông tin bổ sung mình học thêm một số cách dùng của nó nhé. Cách đọc khác dưới dạng tha động từ là shizumeru là làm chìm. Âm ôn đọc là chin, ví dụ chinbotsuru là chìm một, trầm một là chìm xuống, ví dụ như chìm tàu này. Chimokusuru là trầm mặc, có nghĩa là yên lặng, trầm mặc. Chinse là trầm tĩnh, là dịu đi, lắng xuống. Các cách sử dụng của từ shizumu đầu tiên nghĩa là chìm, ví dụ hune ga oki ni shizunda là thuyền chìm ngoài khơi. Nghĩa số 2 là lặng, ví dụ yuhi ga chihese ni shizunda là mặt trời lặng xuống đường chân trời, đúng nhỉ? Nghĩa số 3 là tâm trạng đau khổ, buồn bã, mất mát xuống tinh thần. Shiken ni shippai shite kimochi ga shizunda là thi trượt nên là tâm trạng sa sút. Nghĩa tiếp theo là sụt lún, ví dụ jibang ga shizunda là nền đất sụt lún. Đấy, lưu ý nhá. Tiếp theo các bạn có chữ đông. Chữ đông ghép bởi bộ băng với lại gì nhỉ? Bộ băng với lại chữ đông, đúng không? Chúng ta có thể chế đấy là băng phương đông làm tôi đông cứng. Đông này trong từ đông cứng, đông lạnh. Âm khun là kô hoặc là kogo, ví dụ kô rự là đóng băng, đông đá. Kogo rự là lạnh cóng, đúng nhỉ? Cóng tay, cóng chân ấy. Âm ghép đọc là thô, ví dụ trong từ re tô sự là lãnh đông, nghĩa là đông lạnh. Tô kết sự là đông kết, là đóng băng, đóng lại. Re tô ki là tủ lạnh, tủ đông. Về kanji tương tự chúng ta có chữ đây là chữ đông đúng không? Đọc là higashi, đúng nhỉ? Higashi là phía đông nhá. Ngoài ra nó còn một cách đọc đặc biệt là azuma đấy. Azuma có hai cách đọc là higashi với lại azuma, trong đó là cách đọc là higashi dùng nhiều hơn. Ghép âm đọc là thô, ví dụ trong từ gì đây? Trong từ gì nhỉ? Tonan, đông nam. Đây là chữ luyện ghép bởi bộ đông với lại bộ mịch, đúng nhỉ? Luyện đọc là neru, có nghĩa là nhào trộn này. Rồi thì luyện tập này hay là renshu, đúng không? Rồi thì kunden, huấn luyện. Đây là chữ đống, có nghĩa là tòa nhà, đúng nhỉ? Ghép bởi bộ bộ mộc là cái cây với lại chữ đông, ví dụ trong từ bioto. Đấy, chữ bệnh với chữ đống, không phải là đống bệnh đâu mà là cái tòa nhà trong bệnh viện ấy. Đây là chữ luyện ghép bởi bộ kim với lại chữ đông, luyện trong từ luyện kim, renkin. Đấy, lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta có chữ phù. Chữ phù ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước, phần bên phải là trên đây là gì đây nhỉ? Trên đây là bộ chảo là móng tay đúng không? Dưới là tử là đứa trẻ ạ. Vậy thì chúng ta có thể nhớ là nước, nếu mà nước lên ấy, thì hãy dùng móng tay, dùng tay nâng đứa trẻ, đúng nhỉ? Thêm cái chữ trẻ ở đây nhá. Đấy, nước lên ấy, thì hãy dùng tay nâng đứa trẻ, nó sẽ nổi lên ngay ấy mà. Chúng ta có âm cưn là ư, ví dụ trong từ ukabu là nổi lên, ý tưởng. Ukaberu là thả trôi. Ukiyo-e là phù thế hội, là tranh ukiyo-e, một cái loại hình tranh rất là nổi tiếng ở Nhật. Uku là nổi lơ lửng. Ukareru là làm vui lên. Âm ghép đọc là hư, ví dụ trong từ hư-ka là phù hoa, là sự phù phiếm. Hư-chim, phù trầm là sự chìm nổi. Những cái từ mà được bôi đậm đây là những từ quan trọng. Chúng ta có này, nó có rất là nhiều cái động từ đúng không nhỉ? Vậy làm thế nào để chúng ta nhớ thì các bạn quan sát một số cái ví dụ ở đây nhá. Ví dụ này, cách sử dụng một số động từ của chữ phù này. Đầu tiên, ví dụ ukabu, chúng ta sẽ có me ni ukabu là hiện lên trong mắt, đúng nhỉ? Hình dung ra trong mắt, tưởng tượng ra trong mắt, tưởng tượng ra trong đầu. Nghĩa số 2, i idea ga ukabu là nảy ra ý tưởng hay. Đấy, nổi lên ý tưởng hay đấy, nó giống từ omoitsuku. Tiếp theo này, hư se ga sora ni ukabu là bóng sao đây, bóng lơ lửng ở trên trời đúng không? Bóng lơ lửng, bóng bay lơ lửng ở trên trời. Omocha no fune o mizu ni ukaberu
Trường này là tha động từ, thả trôi đúng nhỉ, thả nổi thuyền, đồ chơi, omocha đồ chơi ở trên mặt nước. Karada ga chiu ni uku là cơ thể lơ lửng ở trong không gian vũ trụ đúng không? Omoshiroi ega ga mite, ega o mite chứ, đây bị sai trợ từ. Đúng nhỉ, không thể đi với trợ từ ga được. Xem cái gì đó phải là o. O mite kokoro ga gì nhỉ? À, ukareta có nghĩa là xem bộ phim thú vị thì thấy vui lên hẳn. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ tịnh. Chữ tịnh ghép bởi gì? Ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước. Phần bên phải là chữ tranh, trong từ chiến tranh đúng không? Cạnh tranh. Chúng ta nhớ đấy là tranh giành thứ nước thanh tịnh. Đây, đây là tranh này, đây là nước này, tranh giành thứ nước thanh tịnh. Âm cương chữ này không có, âm ôn đọc là yo. Ví dụ trong từ yoka suru là tịnh hóa, là làm sạch, tinh chế. Seijo thanh tịnh là trong sạch tinh khiết. Senjo suru là tẩy tịnh, là rửa sạch giặt rũ, giặt rũ. Seijoki là máy làm sạch nhá. Về kanji tương tự chúng ta có đây là chữ tranh, là cái phần mà bên phải của cái chữ này. Thì cái chữ tranh này có âm cương là araso đúng không? Araso có nghĩa là gì nhỉ? Cạnh tranh, ganh đua, tranh giành. Âm ghép là kyoso. Chữ cạnh với chữ tranh luôn này. Đây là chữ tĩnh đúng nhỉ? Chữ tĩnh thì có thêm bộ thanh vào bên tay trái của chữ tranh, hoặc cũng như là chúng ta bỏ cái bộ bộ thủy này đi. Ví dụ chúng ta được chữ, chúng ta có chữ Shizuka đúng không nhỉ? Shizuka là yên tĩnh. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ tĩnh dưỡng, Seyo. Đây tĩnh dưỡng này, Seyo. Đấy. Chữ cuối cùng là chữ tỉnh, là cái giếng. Đấy. Cái này chả hiểu là cái giếng gì như thế này. Âm cương là y trong từ ido là chữ tỉnh ghép chữ hộ, nghĩa là cái giếng. Ít khi người ta cho đứng một mình lắm nhá. Ghép với ido là tỉnh hộ mới là thành cái giếng. Âm ôn đọc là c hoặc là jo. Ví dụ trong từ tenjo là từ các bạn rất là quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Có nghĩa là trần nhà. Nhiều người cứ dịch là giếng trời, thế nhưng mà nó đúng là nó là cái trần nhà. Uc chữ du, chữ tỉnh đúng nhỉ? Du là đứng một mình đọc là abura, nghĩa là dầu. Đây là chữ c là giếng, vậy đây có nghĩa là giếng dầu. Về phần kanji tương tự chúng ta có cái chữ này mà cho thêm một cái chấm ở đây thì thành chữ đảm, là cái bát to. Ví dụ các bạn có gyudon đúng không? Gyudon là cơm gì đấy, cơm thịt bò đấy, đọc là don nhá. Khi mà chúng ta cho bộ vi vây quanh cái chữ này đúng nhỉ, được chữ vi trong từ kakomu, nghĩa là bao vây, vây quanh. Kakomu. Đấy. Hay là chữ gì nhỉ? Hay là chữ han y, phạm vi này. Shu y là chu vi. Đây là chữ canh, gồm bộ lỗi là cái cày ở bên tay trái và tỉnh ở bên tay phải đúng nhỉ? Để canh tác ấy thì cần có giếng nước và cái cày đúng không? Canh này có âm cương là taya. Không phải. Takagasu. Ơ quên rồi. Tagayasu. Đây, Tagayasu đúng nhỉ, khá là khó nhớ. Tagayasu. Canh tác này. Hay là trong từ gì đấy, trong từ canh tác luôn, kosaku. Đấy là một số cái từ vựng của cái bộ, của những cái chữ Hán mà có cái bộ này. Thì đây là nội dung của bài hôm nay. Các bạn làm bài tập để ghi nhớ kiến thức tốt hơn nhé. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video sau.